Ngô Thư Hân dương tử đỏ sắc, chị lộ tư khoe chồng nương to ở thân ẩn. Weibo ngày hôm nay đã loạt hình ảnh mới của Angelina Baby Bạch Lộc, màn comeback của Ngô Thư Hân và Dương Tử, cùng tin vui của Hồ Ca. Bên cạnh đó, hình ảnh từ bộ phim Thần Ẩn, lễ khai mạc của Tương Tư Lệnh và tin tức tích cực từ Vô Danh sẽ rất đáng quan tâm. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một chút. Loạt ảnh quảng cáo mới của Angelina Baby đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi cô nàng diện mái tóc màu bạc cực cá tính, làn da trắng sáng, gương mặt xinh đẹp, giúp cho nữ diễn viên dễ dàng cân được màu tóc khó nhằn. Hơn nữa, bộ ảnh còn được khen mới lạ và rất ấn tượng. Trong khi đó, Bạch Lộc cũng khoe ảnh mới nhưng với những khoảnh khắc đơn giản thường ngày, cô nàng diện đồ ấm áp thêm mũ bông và bịt tai dễ thương. Biểu cảm đáng yêu của Bạch Lộc giúp cho nữ diễn viên trông trẻ trung hơn hẳn. Dù đã 30 nhưng Bạch Lộc vẫn ưa chuộng những phụ kiện đáng yêu, điển hình là chiếc ốp lưng xinh xắn mà cô đang xài. Chị Lộ Tư hiện đang quay Thần Ẩn, nhà sản xuất của bộ này Dương Hiểu Bồi, và có vẻ bà rất cưng chiều nữ chính. Gần nhất những tấm ảnh chụp chung cho thấy sự thân thiết giữa chị Lộ Tư và Dương Hiểu Bồi, làm cộng đồng mạng phải quan tâm. Bên cạnh đó, nhan sắc của Lộ Tư cũng được khen ngợi, cho rằng cô rất tươi tắn ngọt ngào ở loạt hình này. Ngô Thư Hân hôm qua cũng khoe loạt ảnh xinh đẹp, bộ đồ lần này giúp nữ idol khoe được làn da trắng sáng kèm theo vóc dáng người cực hoàn hảo. Chia sẻ hình ảnh khoe cuộc sống chiêu chiêu, nhưng fan của Ngô Thư Hân mấy nay lại rất bận rộn, hết đi cả kiện giản hoạt 95. Tối qua fan Ngô Thư Hân còn đi comeback với nhà Dương Tử. Hai bên sau đó bị đem ra so sánh và cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Gây bất ngờ lần nhất hôm qua là Hồ Ca. Nổi bước sau Kiki, Hồ Ca cũng nêu hot search khi khoe người vợ ngoài ngành, đồng thời cho biết đã có con. Điều này làm fan vô cùng ngỡ ngàng bởi ai cũng nghĩ Hồ Ca độc thân, đến giữa hẹn hò còn chẳng có. Tuy khó tin nhưng dù sao thì Hồ Ca giờ cũng là đàn ông đã có vợ con rồi. Vậy là năm nay nam diễn viên chẳng sợ bị mọi người trêu chọc nữa nha. Loạt bộ phim đang quay có ảnh mới từ hậu trường hôm nay có Thần Ẩn, Dị Ái Vi Doanh và Anh Hùng Chí. Với Thần Ẩn thì không quá mới mẻ, vẫn là khoảnh khắc chung khung hình của Vương An Vũ và Chị Độ Tư. Nhưng hôm nay chúng tôi mới thấy full bộ đồ của nữ chính, nhìn thì điệu đấy nhưng cứ thấy sai sai. Màu xanh pha hồng còn thêm quả tai nhúng bèo, trông hơi phèn mà không hợp với phim cổ trang. Anh Hùng Chí dường như chỉ xoay quanh mỗi Thành Nghị, từ ngày khai mà đến nay nam chính có rất nhiều ảnh hậu trường, trang phục cũng rất đa dạng, mới nhất là bộ đồ trắng giúp cho Thành Nghị trông điển trai hơn hẳn. Tạo hình thư sinh kiểu này thực sự rất hợp với ngoại hình của Thành Nghị, nhưng hy vọng là anh chàng sẽ không phun quá nhiều siro ở bộ này. Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dị Ái Vi Doanh trông không được ổn, không rõ có phải nữ diễn viên cắt phăng mái tóc dài hay không mà trông khác hẳn. Tính sơ qua thì trang phục của phim rất nhiều, nhưng đủ để làm hài lòng mọi người không nhiều mấy. Nhưng dù sao đây chỉ là ảnh nick, biết đâu nên phim sẽ đẹp hơn thì sao. Sau thời gian ngồi chơi, Angelina Baby cuối cùng đã tham gia đoàn phim mới. Nữ diễn viên đóng chính trong bộ cổ trang Đương Tư Lệnh, hợp tác với đàn em kém tuổi Tống Uy Long. Nếu xét về địa vị thì bộ này, Angelina Baby dễ dàng chiếm được phiên 1. Nhưng dù vậy mà cô đóng vẫn dở thì chẳng lợi ích gì, thậm chí còn bị cộng đồng mạng mỉa mai. Bộ điện ảnh Vô Danh của Vương Nhất Bác sau thời gian dài ra rạp đã phá mốc 600 triệu, tuy không bằng những mãn răng hồng Lưu Lạc Địa Cầu, nhưng lại là bộ phim xuất ngoại sớm nhất trong loạt phim ra rịp Tết 2023. Theo thông tin mới nhất thì Vô Danh sẽ được chỉnh chiếu ở khu vực Bắc Mỹ, chưa rõ thành tích thế nào, nhưng được xuất ngoại cũng là điều đáng mong chờ của Vô Danh rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!